Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau việc nô nức dự đám cưới lần 2, Quang Dũng vợ doanh nhân đã tổ chức tiệc cưới chính thức cùng bà xã doanh nhân Mỹ Dung tại Trung, tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 12 tháng 11 đã tổ chức hôn lễ tại nhà riêng ở quận 7. Và ngày 16 tháng 10, một vợ chồng Quang Dũng đám cưới Quang Dũng vợ mới được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo bạn bè đồng nghiệp, còn tổ chức lễ hàng thuận ở chùa Trơn Giác, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Quang Dũng có tình mới sau hơn 10 năm ly hôn Jennifer Phạm. Sau nhiều năm ca hát, Quang Dũng vẫn là cái tên được khán giả yêu mến, ủng hộ. Hiện anh đã có tình mới sau chục năm ly hôn vợ cũ, nhưng sống kín đáo. Không tiết lộ gì nhiều về nửa kia, Quang Dũng là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả biết đến, dành nhiều tình cảm vì tài năng, đời tư kín tiếng. Sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của Quang Dũng vì thế khiến người hâm mộ không khỏi hiếu kỳ. Hiện tại ở ngưỡng tuổi 47, nam ca sĩ vẫn đi hát miệt mài. Anh còn tiết lộ tìm được một nửa cho mình sau đổ vỡ hôn nhân ở tuổi 44. Dù vẫn sở hữu vẻ ngoài điển trai thu hút, cùng khối tài sản cách xu với biệt thự và xế hộp cao cấp, nhưng Quang Dũng vẫn chọn sống một mình. Mặc cho những bóng hồng, từng bước qua cuộc đời, anh đã có bến đỗ hạnh phúc riêng. Quang Dũng là một trong những nam ca sĩ Việt sở. Hợ u cả tài năng lẫn ngoại hình nổi trội được và được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên nam ca sĩ lại chọn lối sống kín tiếng, tránh xa dư luận nên những thông tin về anh cũng ít được chia sẻ trên mặt báo. Bởi vậy, danh tính những bóng hồng trong cuộc đời Quang Dũng luôn gây tò mò với không ít người. Người tình đầu tiên được Quang Dũng công khai và coi là tri kỷ suốt đời chính là búp bê Thanh Thảo. Họ gặp và thân nhau nhờ một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Thời điểm ấy, trong khi nữ ca sĩ đã nổi tiếng và khẳng định được vị trí trong showbiz, thì Quang Dũng mới chân ướt chân ráo vào thành phố lập nghiệp, cũng như loay hoay tìm chỗ đứng với dòng nhạc kén người nghe. Thậm chí lúc ấy Quang Dũng từng là người hát lót cho Thanh Thảo. Mới đây khi đi thăm nhà Quang Dũng, Thanh Thảo đã trầm trồ khen ngợi căn nhà 3 tầng của nam ca sĩ có không gian thoáng đãng với lối kiến trúc mộc mạc, gợi nhiều hoài niệm. Không gian bên ngoài của căn nhà khá ấn tượng với nhiều cây xanh, hồ nước, đèn lồng và những cánh cửa gỗ dễ khiến người ta liên tưởng đến những căn nhà cổ ở Hội An. Quang Dũng được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Trên anh có tới 9 anh chị ruột. Mẹ của Dũng sau khi ly dị chồng đã phải một mình nuôi nấng tất cả 10 người con trong sự ghẻ lạnh từ gia đình bên chồng. Một dù chưa bao giờ gặp bố, nhưng thỉnh thoảng Dũng có về thăm ông bà nội chơi và được hai người họ yêu chiều. Quang Dũng cho biết bản thân anh từng suýt chết 2 lần vì căn bệnh uốn ván và bị đuối nước lúc còn nhỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích
hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.